Mai Linh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Và kính thưa quý vị, hôm nay Mai Linh rất hoan hỷ chia sẻ đến quý vị cách Mai Linh làm món bánh của Pháp có tên gọi French Macaron. Và đặc biệt trong video này, Mai Linh sẽ nhấn mạnh vào những giai đoạn thường xuyên gây sự thất bại cho loại bánh này, cũng như chia sẻ đến quý vị kỹ thuật pha màu hỗn hợp trên chiếc bánh. Nguyên liệu cho 35 đến khoảng 40 chiếc bánh gồm có 2 cup đường bột. Quý vị có thể giảm bớt 2 muỗng canh đường bột để hạn chế độ ngọt cho vỏ bánh. 1 cup bột hạnh nhân. 1/4 cup đường cát trắng. 1/4 muỗng cà phê bột tartar cream, cream of tartar. 1 tí ti muối. 3 quả trứng gà và một ống màu đỏ. Xin quý vị đừng dùng màu nước. Bước đầu tiên quý vị cần phải thực hiện đó là tách trứng. Đây là kỹ thuật giúp cho quý vị không cần phải dùng trứng nhiệt độ phòng ấm. Quý vị lấy 3 quả trứng từ trong tủ lạnh ra, tách trứng, lấy 3 chồng trắng, cho 3 tòng đỏ, trở vào tủ lạnh để làm nhân lát nữa. Bước thứ hai, quý vị cần phải rây đường bột cho nhuyễn. Đây là kỹ thuật giúp cho mặt bánh được mịn. Bước thứ ba, quý vị cần phải rây 1 cup bột hạnh nhân cho nhuyễn. Đây là kỹ thuật giúp cho mặt bánh được mịn. Sau khi rây bột xong và còn lại những hạt bột to như thế này, quý vị nên bỏ đi. Tốt nhất là quý vị nên đo lường bột sau khi đã rây xong thì tỷ lệ bột sẽ được chính xác hơn. Sau khi bột và đường bột hạnh nhân và đường bột đã rây xong thì quý vị nên trộn sơ vào với nhau. Bước thứ tư, sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong thì quý vị cần phải chuẩn bị 4 khay nướng bánh, lót một miếng giấy nến vừa vặn lên cho mỗi khay bánh. Bước thứ năm, chuẩn bị 3 chiếc bao nặng bột, một chiếc bao 16 inch và 2 chiếc bao nhỏ 12 inch, 2 sợi dây thun và 2 chiếc ly cao. Sau khi đã chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ xong thì đến khâu đánh trứng. Quý vị cho 3 lòng trắng trứng gà vào trong chiếc thố. Dùng máy đánh trứng với tốc độ trung bình. Quý vị đánh trứng khoảng vài giây thôi, cho hơi nổi bong bóng như thế này. Kế đến, quý vị cho vào thố là 1/4 cup đường cát trắng, 1 tí ti muối và 1/4 muỗng cà phê bột tartar. Với mức độ trung bình, quý vị đánh trứng hỗn hợp này thời gian khoảng 1 phút cho trứng và hỗn hợp đường được hòa hợp với nhau và sủi bọt lên như thế này. Này quý vị cần tăng tốc độ máy thật cao, đánh tiếp cho đến khi trứng hỗn hợp được bóng. Kết quả của sự đánh trứng thành công là nơi đầu của chiếc dùi đánh trứng, quý vị thấy là trứng có dấu đứng chỉ thiên thẳng như thế này là đạt. Sau khi đánh trứng xong, tiếp theo là khâu trộn bột. Quý vị hãy lưu ý, đây là giai đoạn gây sự thất bại nặng nề cho thành phần. Quý vị cho phân nửa hỗn hợp đường bột và bột hạnh nhân đã rây và đã trộn chung với nhau vào trong thố đánh trứng. Dùng phới, quý vị trộn đều theo cách gói vào. Khi bột và đường gần như là hòa hợp với trứng rồi thì cho hết phần bột hỗn hợp còn lại vào trộn tiếp. Khi hỗn hợp bột và trứng đã hòa hợp với nhau, lúc này quý vị thấy bột mềm nhưng khá đặc, chưa có độ bóng cho lắm. Thì quý vị cần phải lấy bớt phân nửa bột ra khỏi thố để tạo bánh hai màu.
Trong giai đoạn này, quý vị có thể chia bột ra làm 3 phần nếu quý vị muốn có 3 màu trên mặt bánh. Sau khi lấy phân nửa bột ra rồi thì quý vị tiếp tục trộn phần bột còn lại trong tô. Trong quá trình trộn bột, quý vị cần phải thường xuyên giữ xung quanh tô cho sạch. Đây là kỹ thuật giúp cho bột được mịn đều và thành phẩm của chúng ta được đều như nhau. Và quý vị thường xuyên thử bột bằng cách nhiễu bột như thế này. Nếu bột rơi xuống một cách tương đối thoải mái, không quá nhanh và bột đã có độ bóng thì là bột đã đạt. Sau khi bột đã đạt thì cho bột vào trong chiếc bao nhỏ 12 inch. Như quý vị thấy, Mai Linh lồng chiếc bao vào trong chiếc ly cao. Khâu trộn bột thường gây sự thất bại rất nặng nề. Nếu bột hơi đặc thì bánh sẽ không có chân bánh và mặt bánh sẽ bị nứt. Nếu bột hơi loãng thì bánh sẽ bị nứt bể một cách rất là thảm hại. Sau khi cho bột vào bao rồi thì quý vị dùng dây thun buộc miệng bao lại. Đây là kỹ thuật giúp cho bột không bị khô và ngăn cản không khí không vào được trong bao trong lúc chúng ta nặng bột, để bột không bị nổi bong bóng sau khi chúng ta đã nặng lên trên khay bánh. Và bây giờ, quý vị cho phân nửa bột hỗn hợp đã được trộn sơ lúc nãy vào trong thố. Chêm vào thố là màu đỏ. Quý vị nên cho gấp đôi độ màu mình mong muốn, vì khi nướng xong màu bánh sẽ bị nhạt đi rất nhiều, cũng như phần bột trước. Quý vị trộn bột cho đến khi bột nhũ nhẹ nhàng, không khó và cũng không quá dễ là bột đã đạt. Nếu quý vị lỡ tay trộn bột hơi loãng thì quý vị hãy để bột nghỉ cho khô trước khi cho bột vào bao. Sau khi bột đã đạt thì cho vào chiếc bao nhỏ 12 inch. Như quý vị thấy, bột rơi vào bao một cách rất là uyển chuyển như thế này, không quá nặng và cũng không quá nhẹ là đã đạt. Quý vị cần phải buộc miệng bao lại để ngăn cản không khí vào trong bột. Và bây giờ quý vị đã có hai màu bột trắng và đỏ. Bây giờ là khâu nặng bột. Trước hết, quý vị dùng kéo cắt đuôi bao bột dấu cắt lớn cỡ đầu chiếc đũa, trung bình là được. Quý vị hãy bắt đầu nơi giữa khay bánh. Không cho đuôi bao chạm vào nơi giấy nến. Đây là kỹ thuật giúp cho bột của miếng bánh không bị nổi bong bóng. Trong lúc ấn bột ra khay, quý vị đếm 1, 2, 3, 4, 5. Đây là kỹ thuật giúp cho bánh đều như nhau mà không cần mẫu vòng tròn lót dưới đáy nến. Một tay nắm chặt nơi miệng bao, hai ngón tay bên kia vịn nơi đuôi bao. Trong lúc ấn bột, đây là kỹ thuật giúp quý vị không cần dùng đuôi mà bánh vẫn tròn. Quý vị lưu ý nhịp đếm phải đều nhau và độ bóp bao của bột cũng phải đều tay. Cứ như thế, quý vị vừa ấn vừa đếm 1, 2, 3, 4, 5 cho từng chiếc bánh. Theo kỹ thuật này thì quý vị thấy quý vị sẽ có một khay bánh đều kích thước rất đẹp và quý vị không cần phải đập khay trên bàn. Vì khi quý vị đập khay bột như thế này trên bàn, thành phẩm bánh sẽ bị dẹp, không vung và chân sẽ không cao. Quý vị để bánh nghỉ cho khô ít nhất là 30 phút hoặc hơn 30 phút. Trong lúc đan hong bánh cho khô thì quý vị cần phải hâm lò. Thông thường bánh này cần nướng trong vòng 15 phút với nhiệt độ 300 độ F. Nếu quý vị thấy có một vài bong bóng nổi lên thì quý vị dùng chiếc que tăm xăm vào chỗ bong bóng ấy. Để thích hợp cho vị kẹo cây gậy của nhân bánh, tiếng Anh gọi là peppermint, Mai Linh pha bột hai màu như sau. Cho bao bột đỏ và bao bột trắng vào trong chiếc bao lớn 16 inch
Dĩ nhiên, hai bao bột này đã được cắt đuôi trước khi cho vào bao lớn và hai bao bột này phải nằm song song đều với nhau. Dùng kéo, quý vị cắt đi phần đuôi của bao lớn, dấu cắt độ chừng đầu chiếc đũa trung bình. Bắt đầu nơi giữa khay, không cho đuôi bao chạm vào giấy nén. Quý vị vừa ắng bột vừa đếm 1, 2, 3, 4, 5. Trong lúc vừa ắng bột vừa đếm, quý vị từ tốn xoay cườm tay vòng tròn như thế này. Đây là kỹ thuật tạo nét xoáy quyện vào nhau của hai màu trên mặt bánh rất đẹp. Mai Linh nhắc lại, quý vị không nên để đuôi bao bột chạm xuống giấy nén. Đây là kỹ thuật giúp cho bột không bị nổi bong bóng và quý vị không cần phải đập khay sau khi ắng bột xong. Kết quả thì chân nổi rất cao. Sau khi ắng bột ra khay xong, quý vị cần để bột nghỉ cho khô ít nhất là 30 phút. Sau 30 phút, quý vị ắng thử ngón tay vào trong miếng bột. Nếu bột có dấu hủn sâu xuống như thế này thì bột đã đạt và cho vào lò nướng. Xin quý vị hãy lưu ý, khâu nướng bánh cũng là giai đoạn gây thất bại rất lớn cho thành phẩm. Tuy là cùng nhiệt độ, cùng thời gian, nhưng mỗi lò có một độ mạnh yếu khác nhau vào lò mới hay cũ. Cùng một khay bánh này, nếu Mai Linh dùng lò của quý vị, nhất định là Mai Linh sẽ thất bại, vì Mai Linh không biết nhược điểm và ưu điểm của chiếc lò quý vị như thế nào. Với lò của Mai Linh chỉ hâm lò với mức độ 295 độ F và nướng bánh trên tầng trên trong vòng 14 phút mà thôi. Đây là thành phẩm của bánh French Macaroon với giai điệu kẹo cay gậy Peppermint Flavor. Mời quý vị ấn vào đây để xem công thức làm nhân cho bánh. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi video của Mai Linh và xin hẹn tái ngộ vào những video lần sau. Hãy bao trọng. Thank you for watching. Until next time. And of course, take good care.